Năm 2022, vượt qua mọi thách thức, ngành nông nghiệp vẫn duy trì tăng trưởng trên tất cả các lĩnh vực để đạt thành tựu nổi bật với tăng trưởng GDP, vượt chỉ tiêu, tiếp tục khẳng định vai trò là trụ đỡ nền kinh tế. Đâu là những yếu tố đã làm nên những thành tích nổi bật này? Những nội dung này sẽ được ông Lê Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phân tích cụ thể trong chương trình Canh tác thông minh ngày 1 tháng 1 năm 2023. Phân bón đầu châu, bạn đồng hành của nhà nông.